Xin chào quý bà con, nay em giới thiệu cho quý bà con mình một loại phân bón là đạm sinh học mới nhất là Chitosan nhật, chứa chất hữu cơ cao phân tử, được chiết xuất ở dạng tinh chất từ vỏ tôm, qua và rong biển, có tác dụng cực kỳ hiệu quả trong quá trình kích hoạt mạnh các tế bào cây, giúp mát cây, giúp chống vàng lá, lá xanh mướt, phục hồi cây khỏe cực nhanh, giúp da dễ nhiều, hút chất dinh dưỡng mạnh, dễ mập phát triển mạnh ngay từ đầu, còn giúp giải độc cho cây khi ngộ độc thuốc, tăng sức đề kháng cho cây cực tốt, quý bà con dễ dàng sử dụng pha 20ml cho bình 16 lít, cũng có thể pha 250ml cho 1 phi 200 lít nước, phun được tất cả các loại cây trồng, phun cho các giai đoạn phát triển của cây 7 đến 10 ngày sau phun. Vậy nên quý bà con hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline 0898 038 348 hoặc truy cập website để được mua hàng chính hãng và được nhiều ưu đãi hấp dẫn ạ. À.